Hello everybody, welcome back to my channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình trong series tháo tự game đặc biệt ngày hôm nay. Và mình sẽ bắt đầu luôn với tự game đầu tiên trong video này của các bạn nào. With the Trigger 3D, let's go. Bắt đầu của mình là các bạn, With the Trigger. Let's play. Ooh, giờ mất được máu. Be careful. Cho con là sẵn các bạn. Ok. Mission complete. Hà nu nửa bên trước bạn và cho ai cẩn thận. Mission complete. Tiếp tục nào. Các bạn là thắng đâu ạ, không phải sợ đâu. Be careful. Mission complete. Oh my god. Cực kỳ khó các bạn. Ok. Bạn lúc hắn đã chạy một khó rồi. Ok, tiếp tục nào. The Whisper. Còn chuyển thắc ở đây nào các bạn. Mình sẽ chuyển trái tiếp theo này nào. Chuẩn đi chưa cơ. That's right. That's right. Checkpoint. That's it. No, Lewis. It's a big bang.
75 độ bạn nó thay chưa sang ý tiếp theo nào cho nó chiếc con sniper No thanks. This is bad. Watch out, it's just a chuyển sang đi tiếp theo rồi nào perfect knife accept amazing. Awesome.
Đây, kiếm nạn nhân rồi các bạn. Đi quá là cho em bắt ngay các bạn. Tiếp tục nào. Be careful. Ok, tụi em không tiếng nhưng khá là thú vị các bạn. Cái cửa này nào các bạn. Ok. Để mình chuyển sang tự ý tiếp theo nào. Pocket là Snipe. Ok, headshot. Accuracy. Perfect. Đây các bạn. Giờ xuống ngoài mất các bạn. Nữa là các bạn.
thôi. Hết sốt. Khá đơn giản các bạn. No. Hai sọt. Ok, chúng ta cùng chuyển sang tiếp theo nào. Mitchell Munich. Studios. Okay, fantastic. Wow, so lucky. Okay. Okay, fantastic. We just had a good one here in what? Meters by 3D. Here. They have complete. Quan trọng. Ok, và có lẽ đây là tựa game cuối cùng mà mình muốn giới thiệu các bạn trong video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong channel của mình nhé. Thank you so much and see you in the next video. Thank you. Bye bye.